Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì mấy bữa nay kể chuyện của fan bạn ơi, fan quá nhiều người gửi chuyện hay về mình kể thôi, thấy không? Thì mấy bữa nay thì có rất nhiều người, thì vừa là fan mà vừa là khách hàng của mình, họ order nhang của mình rất là nhiều, thì mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thì trong số đó là có dì Sáu. À, dì Sáu thân thương. Thì dì Sáu là ở Bình Dương. Thì dì biết đến kênh của Tân là do ở gần nhà dì đó là có mấy cái bạn sinh viên. Thì bạn sinh viên này là thuê nhà gần gần đó, là hay qua nhà dì Sáu ăn uống. Chắc dì Sáu bán đồ ăn hay gì đó. Thì sau đó mới nói là có cái kênh kể chuyện ma của Tân. Thì dì mới coi. Dì coi thì dì ấm ức dữ lắm. Ấm ức là tại vì dì biết câu chuyện ma đối diện nhà dì mà không biết cách nào gửi chuyện gì cho Tân. Thì dì mới nhờ cái bạn sinh viên đó là order cái nhang trầm của Tân để mà lấy cái contact gửi chuyện. Thì Tân mới nói rằng là qua bên fanpage để gửi. Thì dì đã kể cái câu chuyện đó cho cái bạn sinh viên đó. Thì bạn sinh viên đó mới gửi trong fanpage cho Tân. Thì bây giờ Tân kể các bạn nghe. Dì Sáu là người ở Bình Dương, mà nhà dì Sáu là đối diện một cái xưởng. Cái xưởng đó ngày xưa thuộc về một cái gia đình, mà dì nói là không hiểu lý do tại sao, mà khi mà làm được một cái thời gian, đầu tiên nó là xưởng may. Nó là một cái xưởng may. Thì gia đình đó đó làm ăn rất là được, có rất là nhiều thợ, rồi công việc ok lắm. Thì không hiểu lý do tại sao mà đang làm một thời gian thì cái gia đình đó nghỉ, là không có làm cái nghề may đó nữa. Và rất nhiều thành viên trong gia đình là dọn đi tứ tán nhiều nơi ở. Thì thời đó người ta nói đó, gia đình đó làm ăn có tiền, cho nên là người ta không muốn cực nữa. Thay vì người ta cứ phải đi gia công, người ta làm nghề may, thì bây giờ người ta làm được những ngành nghề khác, chắc có lẽ đầu tư sau đó khá hơn. Rồi anh chị em, cô dì, chú bác thì bạn biết á, là làm ăn với nhau được một thời gian á, chắc có lẽ là người ta chán. Người ta muốn mỗi người có một cái cơ ngơi riêng, thay vì làm chung một cái cơ ngơi tổ nghiệp. Thì chuyện đó cũng bình thường lắm bạn. Thì cái nhà xưởng nó để lại cho một đôi vợ chồng, cũng là con cháu trong cái nhà đó. Thì đôi vợ chồng này rất là tin tâm linh. Họ làm cái gì họ làm thì họ cũng không bao giờ mà họ dám làm chuyện ác. Họ chỉ làm những cái chuyện thiện thôi. Họ không buôn gian bán lận. Cho nên dì Sáu rất là thích hai vợ chồng này. Và chứng kiến hai vợ chồng này sinh ra một đứa con. Chứng kiến đây là tại vì người ta dùng cái từ khẳng định rằng là người ta ở trong cái khu vực đó lâu rồi. Và thân thiết gia đình này đến mức mà người ta thấy được cái sự gọi là phát triển của một cái gia đình đối diện nhà mình. Thì sinh ra một đứa con. Thì đứa con nó mới lớn lên. Nó là con trai nó lớn lên. Thì năm nó 18 tuổi. Năm nó 18 tuổi thì nó đi theo tâm linh. Vì dùng cái từ là nó đi theo tâm linh. Tức có nghĩa là cái em đó nó đi theo một cái đạo giáo hay một cái tổ chức nào đó. Mà dì này không có biết. Nhưng mà thấy bận áo rồi có vẻ giống như là người đang tu hành. Mà mới 18 tuổi thôi. Là sau đó về. Về thì tự nhiên đùng một cái là em này mới bắt đầu lấy cái diện tích trong nhà ra để mà gia công làm gỗ. Gia công làm gỗ, bắt đầu làm ăn buôn bán gia công. Thấy người ta chở máy tới, rồi máy cắt, máy tiện, rồi máy hàng nhìn lum la đó. Rồi người ta chở gỗ tới em này làm. Thì có ngày đó dì Sáu mới hỏi là ủa sao mày không làm nghề trước đây của gia đình mày đó, là làm nghề may, tao thấy cũng được, kiếm tiền cũng được, mà sao mày không làm, mà mày làm nghề gỗ chi mà cho nó cực dữ vậy. Thì cái em nó mới nói rằng là tại con muốn lập nghiệp bằng cái nghề gỗ. Đi coi thầy, thầy nói con á là hợp với lại mạng mộc, cho nên làm nghề mộc á là gia đình hưng thịnh phát triển dữ lắm. Con xin cha mẹ con rồi, cha mẹ là cái người mà cũng là chắc cũng nhỏ hơn dì Sáu chút xíu thôi. Thì cũng thấy từ thời mà đời cha đời mẹ mà. Thì xin cha mẹ cũng cho rồi. Thì cha mẹ con sắp tới chắc dọn về quê
ở dưới miệt dưới để ở chung với mấy cô mấy dì. Thì dì Sáu nghe vậy nó, trời ơi vậy hả, buồn quá vậy, trời ơi sớm giềng mà giờ còn có dì Sáu à, còn mấy người trong nhà con dễ thương lắm mà sao giờ đi ra ngoài ở hết rồi, đi về miệt dưới miệt nào ở trơn rồi, giờ ba mẹ con cũng đi rồi, sớm giềng đây rồi đâu còn ai nữa đâu, xung quanh đây đó là toàn cây cỏ đồng không mong quạnh gì không mà chán quá, đi hết trơn bỏ mà dì Sáu ở đây. Đó. Thì cái anh đó nó nói là trời ơi, con cũng lớn lên với dì Sáu mà, thì có dì con ở đây con có dì Sáu hủ hỉ, có gì đâu mà dì Sáu buồn đó. Dì Sáu thương cái anh nó dữ lắm. Thứ nhất là anh tin tâm linh, đã biết người lớn tuổi này người ta rất là tin vô tâm linh, tại tâm linh đối với người lớn tuổi đó, đó là cái nền văn hóa, cái sự giáo dục, sự tôn trọng giữa người trẻ và người già. À, nó dạy con người ta cái tính gọi là chân thiện mỹ, à, nó thiện lành, cho nên là cái cậu này được dì Sáu rất là thương. Thì cái ngày đó là dì Sáu thấy chứng kiến là ba mẹ cậu này cũng hơi để lại cái nhà xưởng bự đó cho cậu này quản lý, bắt đầu dọn quần áo đồ là đi về dưới miệt dưới. Thì mình nghĩ từ miệt dưới đây chắc về miền Tây quá, không chơi chứ không cứ còn lên 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 miền trên thì chắc là lên núi, về miệt dưới chắc về miền Tây. Không, còn nếu ra biển nó ra biển chứ mắc gì miệt trên miệt dưới, tại ta dùng từ miệt dưới tức là biển miền Tây mình á. Thì cái ngày đó là dì Sáu cũng buồn lắm, à, trong bụng cứ nôn nao, tại thấy những người mà hàng xóm mình chòm xóm bao nhiêu năm mấy chục năm mà mình thì cũng bắt đầu rơi vô cái tuổi gọi là lớn tuổi quá rồi mà chòm xóm bỏ đi hết không còn ai, thì cũng buồn. Mà theo người ta về miệt dưới thì mình đâu phải bà con người ta đâu, mình đâu có đất đai gì đâu, mình sống đây quen rồi đó. Thì ngày đó dì Sáu mới cũng chuẩn bị mấy đòn bánh tét ra rồi ôm vợ chồng ba của cậu đó đó, à, cha mẹ cậu đó ôm cũng khóc, nói thôi mấy anh bay đi rồi nhớ rảnh về thăm tao, rồi về dưới gặp mấy anh chị em dưới nhớ là khỏi còn nhớ tao không, hay không chứ đi rồi tao cũng buồn. Trời, nghe mình cũng tuổi, mình hiểu cái cảm giác những người lớn tuổi, những cái người mà bạn bè mà thân thiết chơi với mình xong tự nhiên ra đi đó bạn, đặc biệt là trong cái mùa Covid này là có nhiều bạn nhậu của những cô chú lớn tuổi là coi như người ta bị dính bệnh người ta đi đó. Cho nên là cô chú, nhiều cô chú anh chị lớn tuổi buồn dữ lắm ha, mình biết chứ. Thì dì Sáu kể mình hiểu được cái tấm tấm lòng của dì Sáu đối với những người chòm xóm mà người ta quen thuộc người ta bỏ đi nơi khác. Thì Sáu ra tặng mấy đòn bánh tét, ôm nhau khóc này kia các cái. Mà thôi người ta đi thì người ta cũng đi về cái nơi hạnh phúc, đi đoàn tụ với gia đình, tại vì ngày xưa đây một gia đình lớn làm nghề may mà. Thì lúc đó là dì Sáu vô ngồi cũng chậm nước mắt khóc, người ta lên cũng bệnh rịnh chia tay. Nhưng mà cái buổi đó là cái buổi kinh hoàng, là hai vợ chồng cha mẹ của bạn này của cái cậu đó đó trên đường đi xe đò có tai nạn, cả cha và mẹ mất trên tuyến đường đi đó luôn. Dì Sáu càng khóc hơn, đau hơn, là tại vì thứ nhất là mình mất đi một cái người chòm xóm, thật ra dùng từ chòm xóm như người thân. Dì nói cái câu nghe dễ thương lắm đó, tuy là chòm xóm mà cách nhau có hai miếng gạch như sống chung một gian nhà, mà bây giờ người ta đi về miệt dưới mà người ta gặp tai nạn, người ta chết dọc đường, ba mẹ cậu này chết dọc đường. Thì lúc đó là cậu này cũng còn trẻ mà, mới 18, 19 tuổi, tin tuyệt đối vào tâm linh, làm bao nhiêu việc thiện lành, rồi có đam mê mở xưởng gỗ. Mà rút cuộc ba mẹ mình, cái lúc mà coi như là nhìn thấy ba mẹ mình 17, 18, 18, 19 tuổi mà thấy ba mẹ mình được hưởng thụ, được về quê đoàn tụ gia đình mà ba mẹ mình chết dọc đường, thì cậu này sinh ra tâm ác. Tại cảm thấy sao con sao cuộc đời oan nghiệt quá, mình sống tốt mà xong trời lại không cho mình hạnh phúc, cho mình mất cha mất mẹ ngay cái giai đoạn mà mình hạnh phúc nhất. Đó là lúc mà đón xác ba mẹ về đó, thì cũng không có toàn diện. Rồi bắt đầu chị Sáu mới thấy được những người xưa sống trong nhà làm nghề may đi lên Bình Dương đặng mà đám ma hai người đó. Thì dì Sáu dùng cái từ đó là thấy được người xưa nhưng là tiễn đưa người cũ. Hay ha, những người lớn tuổi người ta dùng những cái từ mà sao mình xót tim dữ trời. Thấy không, thấy được cái người xưa nhưng mà tiễn đưa cái người cũ.
Tôi thấy được những người trong nhà đó mà tiễn một cái người cũ trong nhà đó nữa, xưa cũ. Thì sau đó là gia đình mới về hết, thì còn một mình cái cậu này ở trong cái xưởng gỗ đó. Thì dì Sáu cũng không có biết làm sao để mà qua nói chuyện cho cậu đó đỡ buồn. Là bị gì hai thế hệ khác nhau quá, mà cậu này rơi vào trạng thái trầm cảm. Và bắt đầu cái xưởng gỗ đó không có thuê nhân công, không thuê gì hết. Một mình cái cậu trai trẻ 18, 19 tuổi đó, mất cha, mất mẹ trong lúc hạnh phúc đó, ngồi trong đó tạc những cái tượng quỷ, tạc những cái tượng quỷ bằng gỗ. Nhưng mà vì sao thắc mắc là những cái tượng nó nhìn ghê lắm, nhìn rất là ghê. Mà không hiểu sao cũng có xe tải con tới nó mua. Nó mua rồi đem đi đâu? Dì Sáu hỏi câu đó. Mua rồi đem đi đâu? Ai đâu mà người ta đi mua tượng quỷ, người ta làm, người ta tạc tượng Phật, người ta tạc tượng những cái vị mà mình biết thôi, chứ tự nhiên ai đi tạc tượng quỷ mà có xe tải tới đưa đi, tức có nghĩa là có người mua. Thì một cái ngày đó thì cậu đó mới đi qua của chỗ dì Sáu để mà mua cái gì đó của dì. Thì dì mới hỏi là con, sao con không tạc tượng Phật mà con tạc mấy cái tượng nhìn thấy ghê quá à? Vì ai mua con vậy? Thì bạn này mới nói rằng những người trong đạo của con mua. À, con qua đạo khác rồi, à, con không có theo Phật nữa. À, những người trong đạo của con người ta thờ quỷ, người ta đặt hình tượng quỷ nào thì con sẽ làm hình tượng đó. Dì Sáu đừng có đụng vô. Dì Sáu đụng vô là dì Sáu vong mạng đó. Những cái tượng này nó có linh hồn, cho nên dì Sáu đừng bao giờ tạc, à, đừng bao giờ mua. Còn cuộc đời con coi như chấm hết rồi, con bán linh hồn của mình cho quỷ rồi. Cho nên những tượng mà con làm ra đó là để thờ quỷ. Bạn thấy ghê không? Có nghĩa là có những cái tổ chức nào đó mà người ta thờ một cái loại quỷ nào đó, người ta đặt tạc những cái tượng nó một cách âm thầm. Thì những người chòm sớm quanh những cái xưởng đó mới biết, chứ còn chúng ta không có biết. Chúng ta cứ nghĩ cứ ai làm gỗ là người ta tạc tượng Phật, tạc những cái tượng như bàn ghế rồi những cái tượng đẹp. Nhưng mà có những người ta làm rất là âm thầm lặng lẽ, nhưng mà ta tạc những cái tượng ma quỷ. Thì cái ngày hôm đó là dì Sáu mới thấy vậy đó, là dì Sáu thấy ớn quá, sao đứa cháu mình coi như đứa cháu rồi không, mà đối diện nó là nó lại đang đối diện với cái chuyện kinh khủng vậy. Thì dì Sáu mới kiểu như nhiều chuyện, nhưng mà thật sự ra nhiều chuyện tốt là dì Sáu muốn mời một cái người thầy tới để coi coi cháu mình có bị nhập không, để giúp cháu mình thoát ra khỏi cái chuyện mà gọi là tai ương của quỷ dữ đó. Thì mời thầy tới, thì khi mà thầy tới, thầy nhìn vô trong cái nhà đó, thầy nói trời ơi, thằng bé này sao cứu nó được. Dì Sáu hỏi sao vậy thầy? Trời ơi, cái gì đâu mà nó vong hồn mà quá trời vậy. Người ta xếp hàng vong hồn chích quang á, người ta xếp hàng ra tới ngoài đường luôn á. Cứ một vong hồn như vậy sẽ nhập vô một cái tượng, cứ một vong hồn là nhập vô một cái tượng đó, để mà chở những cái tượng nó đi tới những cái nơi mà cái vong hồn nó được ngự trị, mà nó giúp cho cái linh hồn ở cái nhà đó làm ăn, mà những người đó thờ quỷ. Thì Sáu quản hồn, sao nó trời sao ghê vậy thầy? Thì không thầy, bây giờ làm sao giúp cháu con? Thầy nói khó giúp lắm con ơi. Cái người đã tạo ra được cái nơi cho quỷ vô đó, người đó cũng chính là quỷ. Không phải người ta bị ai bắt hết, mà người ta đã bán cái linh hồn, mà chính người ta là một con quỷ. Người ta gieo cái duyên tạc tượng ma quỷ để bán. Cái người này bây giờ dữ lắm rồi, dì đừng có đụng vô, kêu dì Sáu đừng có đụng vô. Thì lúc đó dì Sáu nghe vậy cũng không dám qua nhà đó nữa, không có dám qua lại, không có dám thân thiết, không có dám nói chuyện. Bởi vì Sáu buồn lắm. May là có mấy bạn sinh viên ta tới ta thuê nhà, ra nói chuyện tám dì Sáu thì Sáu cũng đỡ. Thì lúc đó là đang tạc tượng vậy bạn, thì có những người tài xế ta tới ta đợi bưng cái tượng lên đó. Ta ra ta ngồi ta uống nước, ở ăn uống gì ngay chỗ nhà dì Sáu đó đó. Người ta nói cái chỗ này ghê lắm dì ơi, cái tượng nó nhìn thấy ớn không? Mà nhiều lần á, có những tài xế người ta chở đó, đang chạy dọc đường á, người ta thấy có tiếng kêu, thậm chí có ma quỷ ngồi kế bên. Đôi khi thấy mắt tượng chảy máu nữa.
mà do chén cơm manh áo phải chở đến nơi đến chốn. Giao là phải giao lúc 1 giờ sáng, giờ âm đó bạn, giờ của người âm đó. Vì sáng nói trời sao ghê vậy, nó mới có nhiêu đó tuổi, làm sao nó biết được những cái chuyện đó, làm sao nó biết được. Thì lúc đó là vì sao cứ ngồi thấp thỏm, thì mình đang sống đối diện một căn nhà mà người ta thỉnh hồn vô tượng, mà những cái tượng đó người ta toàn là tượng chết oan không à, đàn vong hồn chết oan mà gần nhà mình. Các bạn biết á, nhiều khi người ta sợ á, những cái vong hồn đi vòng vòng quanh sớm, đi qua nhà mình mang họa. Cho nên dì Sáu sợ quá, không biết phải làm sao, không biết phải làm sao. Thì cái ngày đó dì Sáu mới quyết định là mỗi buổi chiều đi vô chùa làm Phật tử, để mà tụng kinh niệm Phật, để mong rằng là Phật gia hộ căn nhà của mình. Tại vì bắt đầu xung quanh sớm người ta thấy những chuyện lạ, thấy những chuyện lạ. Có người đi làm về khuya đó, người ta bị đạp xe các bạn. Mà nói ra người ta nói em không có dấp té, không có dấp cống, không dấp ổ voi, ổ gà gì đó. Đang chạy tự nhiên bị đạp té mà chú nhủi mặt đập cà máu không, cà máu không, mà là bị tai nạn rất là kỳ. Rồi có những người ta nấu, nấu nướng mà, sớm lao động mà, có người nấu bò xào, có người nấu hủ tiếu này nọ. Người ta nói là thịt người ta thiêu rất là lẹ, mặc dù bình thường bán mấy chục năm, bao nhiêu năm, người ta bảo quản tủ lạnh, tủ đồ không sao, mà đồ thiêu rất là lẹ. Tức có nghĩa nơi này mà nó tụ vong hồn về nhiều đó bạn. Cái anh nó làm ăn mà làm ăn được rồi đó, là được với ma quỷ đó. Ta tụ vong hồn về, người ta xin để mà phó thác vô tượng, để bán cho những người, có thể những người đó, người ta biết những tượng đó là quỷ người ta thờ, có thể. Nhưng có thể có những người đó họ không biết cái đó là cái gì. Đôi khi anh tạc cái trụ, bốn cái trụ chân giường, nhưng mà anh để bùa ngải gì trong đó đâu ai biết. Mà những người đã mua là thường xuyên mua nữa. À, đã mua là cứ mua nữa, đã mua là cứ mua nữa. Thì đùng một phát á, tự nhiên cái xưởng nó cháy. Cái xưởng nó cháy. Và nó thiêu rụi hết cái chỗ đó. Và chết luôn cái người tạc tượng là cái cậu mà 18, 19 tuổi lúc đầu. Con của hai cái người mà chết trên dọc đường đó, là chết trong nhà đó. Cái xưởng nó cháy. Và từ khi nó cháy thì nhiều người nghĩ là thôi rồi, coi như là may mắn rồi đúng không? May mắn là cái nhà đó là coi như là cháy rồi. Cái người mà thỉnh ma quỷ vô tượng là không có nữa. Nhưng không, dì Sáu phải sống trong hồi hộp hơn. Vì đêm nào cũng thấy vong hồn của cậu này ngồi đục tượng. Ngồi đục tượng. Coi là dì Sáu nhìn thấy rất rõ cậu này đi ra đi vô, và đêm nào cũng nghe tiếng đục trong xưởng đó. Đêm nào cũng nghe hết. Thì đến đỉnh điểm, trước khi kể câu chuyện cho Tân, đỉnh điểm có luôn là quyết định những người trong xóm cùng dì Sáu quyết định mời thầy về để phong ứng cái chỗ này. Để phong ứng chỗ này thì khi mà bước vô đó, khi mà bước vô, tại vì người ta cháy hết trong đó rồi, không còn cái gì trong đó hết, và người ta đã vô lục lọi hết rồi, thì bây giờ trong đó chỉ là một cái khu hoàn toàn đổ nát thôi. Thì mới quyết định vô trong đó phong ứng. Thì phong ứng, phong ứng rất nhiều chỗ, cửa sổ, cửa bếp, cửa toilet, cửa chính, và ngay giữa cái chánh điện, nó dùng từ là chánh điện mà đúng ra là cái sảnh trước của nhà đó. Thì khi mà bước vô trong đó là họ thấy một cái chuyện, đó là có ba cái bức tượng ở trong đó. Hai bức tượng hình ảnh đó, là dì Sáu vô đó là thấy hai bức tượng hình ảnh y chang cha mẹ cậu này, là cậu tạc tượng cha mẹ để hồn ba mẹ mình chết oan vô trong đó. Và cái tượng thứ ba chính là tượng của cậu, chính là tượng của cậu, thì chắc cậu cũng chính là người đốt nhà nó luôn, cậu tự sát đó. Nếu như nhìn một cái hướng về khoa học thì chúng ta có thể giải thích cậu này do bị một cú sốc về tinh thần, mất cha mất mẹ trong cái ngày vui, cho nên cậu này bị sống trong trầm cảm và tưởng tượng mình đang là cái người tạc tượng quỷ. Bằng chứng là cậu tạc tượng của ba mẹ mình để linh hồn vào trong đó. Và khi cậu cứ phải sống trong cái sự gọi là stress đó một thời gian thì cậu quyết định là cậu tự sát. Nếu mà nhìn về hướng khoa học, nhưng có nhiều điều không thể giải thích.
Vậy thì nếu một người trầm cảm tâm thần nhìn về khoa học làm những chuyện đó, thì họ sống một mình họ với cái không gian đó. Ai là người điều những chiếc xe đó tới mua những bức tượng kinh dị đó về? Vậy thì phải có người mua, phải có một cái tổ chức nào thật sự như cậu này nói, là họ thỉnh những bức tượng có quỷ về. Và đến một giai đoạn nào đó, cái người thợ đó trở thành một người thợ giỏi trong việc tạc tượng cho quỷ, thì người đó cũng sẽ vong mạng để mà hàng đêm tạc tượng vô hình cho ma quỷ trong những cái xưởng đó. Và dì Sáu có thể gọi là thấy và nghe được cái điều đó. Và dì sống trong cái sự gọi là rất là ám ảnh. Tại sao một cái gia đình đang hạnh phúc, đang hưng thịnh lại xảy ra cái chuyện kinh dị như vậy? Và dì tâm sự câu chuyện cho những bạn trẻ, sinh viên thì bạn giới thiệu kênh mình. Dì Sáu mới gửi câu chuyện về qua những bạn sinh viên đó. Và dì Sáu order cái nhang của Tân. Và sau khi đốt lên thì dì cảm thấy nó an nhiên hơn. Và hàng đêm dì không có nghe tiếng đục nữa. Dì không có nghe tiếng đục nữa. À, và dì nhờ mấy bạn nó nhắn cho Tân là không có nghe tiếng đục nữa. Nhưng mà Tân nói đó chỉ là một cái phần nào đó thôi. À, nếu như mà là quỷ dữ thì cái nhang của Tân nó cũng phải, nó áp chế được một phần nào đó thôi. Đây là sự thật mình phải nói. Mình không có khen sản phẩm của mình, nhưng nó còn cộng hưởng với cái tâm đức của người mua nữa. Có lẽ dì Sáu là một người Phật tử mỗi buổi chiều, cho nên cái cộng hưởng của kinh kệ, của Phật Pháp thì nó hòa một phần của nhang Tân thôi, nó mới phát huy tác dụng. Chứ mình không phải là thần thánh gì mà nhang mình có thể làm được những cái chuyện kinh thiên động địa lắm. Nhưng mà mình biết nó có chiêu tài và xua tà khí, thì xua quanh nhà thôi, chứ không phải là xua cả vùng. Trừ khi cả vùng đốt thì mình xua cả vùng. À, nhưng mà vấn đề ở đây là quanh nhà của dì Sáu, cộng hưởng cái phúc đức của dì Sáu. À, dì Sáu phúc đức thì mới gặp những người sinh viên dễ thương như vậy. Họ mới tụ về nhà của dì Sáu, họ nghe dì Sáu kể chuyện. Thì câu chuyện mới được đến với Tân ngày hôm nay, đó là phúc đức của dì Sáu, cũng như những người mà họ ủng hộ nhang của Tân. Hiệu nghiệm là nhờ phúc đức của mấy bạn, nhờ phúc đức của gia đình mấy bạn. Chẳng qua cái nhang nó phát huy cái phúc đức đó, tụ về nhà mấy bạn thôi. Chứ còn phúc đức, cái nghiệp, cái duyên của các bạn tạo ra, thì các bạn phải được hưởng cái đó. Cái đó là nhờ các bạn đó, chứ không phải là nhờ những cái sản phẩm của Tân một cách gọi là hoàn toàn đâu. Ví dụ như 100% thì Tân chỉ có 30-40%, 60% còn lại, đó là nhờ cái duyên lành, cái phúc đức của chính các bạn. Cũng như dì Sáu ngày hôm nay, ở đối diện một cái căn nhà nó ghê như vậy, bao nhiêu người gặp đủ chuyện mà riêng dì Sáu không gặp. Chỉ là chứng kiến cái sự việc đó từ cái thời mà người ta còn hưng thịnh đến lúc mà cái chỗ đó thành hoang tàn. Mà dì Sáu vẫn bình yên vô sự, phúc đức của dì lớn quá. Tại vì sống có tình có nghĩa, cái câu văn lời văn của dì nói về chòm sớm của mình nó hay ý nghĩa quá. Cái tình cảm nó xóa tan mọi cái thế lực của tâm linh. Và tâm linh tốt phò hộ cho dì Sáu. Ha. Thì bạn thấy sao về câu chuyện của dì Sáu hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích, nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.